giáo lý đại thừa và văn hóa xưa rất đề cao tự tánh người xưa cho rằng bổn tánh vốn thiền câu đầu tiên của tam tự Kinh đã nói nhân chi sư tánh bổn thiền chúng ta nên tin tưởng bổn tánh vốn thiền Trong giáo lý đại thừa, Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy mọi người câu quan trọng nhất là tất cả chúng sinh xưa nay vốn là Phật. Quý vị có tin không? Nếu không tin, quý vị không thể thành Phật. Quý vị không tin mình là một vị Phật vậy thì vấn đề đầu tiên là phải tin mình bản thân tôi có tánh phật người có phật tánh là có thể làm phật phật tánh là gì phật tánh là giác tánh Sáu căn của quý vị tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài Liệu có giác tánh không? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng có giác không? Giác đó chính là Phật tánh Giác tánh là quá thật Không sinh, không diệt Cơ thể có sinh diệt nhưng giác tánh thì không bởi thì giác tánh là chân, thân thể là giả. Học Phật, học thánh, học hiền mà không thể thành Phật là bởi anh ta hoài nghi với tất cả thứ đó. Phật có giác tánh, bọn phàm phu chay chúng ta làm sao có được? tất cả là do nghi ngờ những người như thì phật cũng không thể dạy được phật có rất nhiều phương tiện hay để dung bội từ giác tánh của ta tức là dung trọng lòng tin vào chính mình của ta khiến cho lòng tin vào chính mình của ta được nảy mầm sau đó, việc tin Phật của ta mới có tác dụng. Quý vị tin Phật A Di Đà, tin Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì khi các ngài đã nói ra những sự thật đó, ta nghe. Những đạo lý các ngài nói ra chúng ta có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày, đó là có hiệu quả, có thể dụng được. Vì thế, nếu không tin bản thân thì không thể áp dụng trong việc gì suốt ngày nghe kinh cùng thi Vì thì chỉ cần một niệm thâm nhập Thật sự đi vào cảnh giới này Thì cần gì nói đến tất cả công đức Ý nghĩa từ công trợ và công đức giống nhau Nói cách khác Không cần học thêm gì khác không cần tìm đến những rắc rối khác nữa Nhất niệm tin đi vào là đủ Đoạn này nói về việc cầu sanh thế giới cực lạ Thân cận Phật A-di-đà Thành tựu ngay vô thượng Bồ-đề trong đời này